quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Loạt ảnh tình tứ của Mai Phương Phùng Ngọc Huy ở biển 7 năm trước, cặp đôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, giờ đây, mỗi người đã một nơi và khi xem lại ký ức này, ai cũng đau lòng. Thời gian qua, thông tin Mai Phương mắc bệnh nặng về phổi và qua đời sau 2 năm chống chọi những cơn đau khiến ai cũng đau lòng. Đến hiện tại, nguyên nhân vì đâu nữ diễn viên và Phùng Ngọc Huy quyết định xa nhau vẫn không được chia sẻ cụ thể. Nhưng khi cô ra đi thì anh đã lên tiếng và giành quyền nuôi con gái. Hành động này cũng phần nào thể hiện trách nhiệm đối với nhóc tì và người đã khuất. Khung hình ba thành viên đều vui vẻ bên nhau ở nhiều năm trước. Phùng Ngọc Huy, Mai Phương tình tứ. Vừa qua trên trang cá nhân, ekip từng tham gia thực hiện MV cho cả hai đã chia sẻ lại những khung ảnh kỷ niệm cách đây 7 năm trước. Cụ thể vào đầu tháng 7 2013 thì Mai Phương và Phùng Ngọc Huy cùng đi quay sản phẩm âm nhạc chung. Thời điểm này họ còn khá mặn nồng. Đến nay mọi thứ chẳng thể nào quay lại nữa, người trong hình cũng đã đi xa. Tuy nhiên các thành viên ekip đều tâm sự, mọi người vẫn nhớ chị nên ở nơi xa nào đó chị hãy bình yên nha. Hậu trường cả hai cùng trang điểm ở một khách sạn tại Phan Thiết. Đây là một trong những phân cảnh của MV E Ngại. Lúc này cả hai đang hẹn hò nên có những sản phẩm cùng phối hợp. Nhìn những khung ảnh tình tứ rạng rỡ như thế này, các khán giả lại xót xa hơn cho một người nghệ sĩ bạc phận. Những khoảnh khắc thân mật này đến nay lại được mọi người chú ý. Đến nay thì thực tế cũng chỉ còn mỗi Phùng Ngọc Huy ở lại. Phụ huynh Phùng Ngọc Huy làm lễ cho Mai Phương. Sau khi nữ diễn viên qua đời, tro cốt của cô đã được ông bà ngoại bé La Vi thả trôi. Về phía nam ca sĩ, anh muốn mẹ con gái được sớm yên nghỉ nên đã gửi di ảnh về chùa và thực hiện các nghi lễ. Anh nhờ ba mẹ lên tận nơi và cúng cơm, đọc kinh cầu nguyện cho Mai Phương. Ở các dịp 49 ngày, 100 ngày mất, cô bảo mẫu quản lý Mai Phương, người thân của Phùng Ngọc Huy thực hiện nghi lễ đầy đủ cho người đã ra đi. La Vi hiện tại cũng đã được đưa về nhà ông bà nội để săn sóc trước khi bố đáp chuyến bay từ Mỹ về đón con đi định cư. Mai Phương có lẽ là một trong những nghệ sĩ ra đi nhưng luôn được công chúng nhắc lại trong thời gian khá dài với nhiều thông tin. Họ xót xa cho người nghệ sĩ nỗ lực hiền lành nhưng không may mắn. Ai cũng mong cô được bình yên ở một nơi xa, con gái sẽ được an toàn, phát triển tốt để nữ diễn viên yên lòng.